cái này là mình đủ rồi nó phải không anh? Giờ mình có để meo rồi không? Có, meo chứ. Mình sao không có nón nãy chứ hả? Để đâu có mặn đâu đó. Trời ơi. Nằm giỏng mà. Nắng không anh? Anh ở huyện nào? Ở dưới cái tàu hạ. Dưới Châu Thành. Sẵn đi công chuyện trên đây review chơi. Gì sao? Mình tứ diện chi vậy anh? Tôi cho nó chờ ủ. Ủ cho nó nóng lên anh sao? Ủ cho nó chín. Chín mới mới rồi bao lâu? Bao lâu mới 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 xài được mình ủ nấm? Nửa tháng mới ra dòng được. Nửa tháng ra dòng, nửa tháng hái. Vậy là chi phí dữ vậy ta? Chi phí đó. Chỉ là cái nghề núm rơm này đâu phải dễ ăn đâu trời, coi kìa, giác. Trời ơi, núm rơm này yếu ta ấn rồi chắc liền, đâu dễ ăn. Kỹ thuật nữa. Giờ về đất này của mình hay là mình phải mướn nữa? Mướn tùm lum chứ. Hấp chỗ này tới chỗ kia rồi, nó đâu có. Sao mà không có đôi chiếc dép để cho anh thợ? Này tới này không quen mang dép. Cái này gom đâu có gai góc gì đâu mà sợ. Cái nghề núm rơm là như vậy nha quý vị. Nhưng mà chưa thấy dở núm rơm. Cái này anh nói là mười mấy ngày mới được chất ra dòng hả? Khoảng nửa tháng là chất ra dòng. Giờ mấy ngày thì nấm nó mới có? Khoảng 12 ngày nó có. Vậy là hàng ngày mình phải thu hoạch? Nếu mà có hái rồi ngày nào cũng thu hoạch chứ. Thì nếu mà nấm trúng là mình hái và bao lâu thì nó hết là ra nấm? Nó nằm nấm trúng từ nửa tháng đến 20 ngày khoảng đó đó. Vốn liếng nhiều quá ha. Giờ cái này nữa mình tưới nước rồi mình có đậy lại không? Không. Có gió thì đậy gió vậy, trên không trên gió thì thôi. Mở không anh? Trời ơi, hả? Hả đậu chứ không hả? Anh đâu lận? Ở dưới cái tàu hạ nhưng mà quê ngoại ở đây nè. Cái tàu hạ gần đây mà. Nhưng mà quê ngoại ở trên này. Chắc cũng không biết hả? Có thấy nhưng mà không có dịp đi ngang, không biết, không rành. Có thấy vậy thôi chứ cô không rành, cho nên phải hỏi nè. Cái tàu hạ nổi trong ngay chợ, ngay cầu cái tàu hạ. Ngay chợ luôn ha. Mình quê ở đâu hả? Biết thầy giáo quan được không? Hả? Biết thầy giáo quan được không? Thầy giáo quan hả? Biết. Bạn gì ruột với mình á. Mà giáo quan ở quê Bà Gầu. Mà nhà không có chợ nè. Đúng rồi. Như vậy cái này đầu tư phải nhiều tiền lắm hả ta? Hả? Đầu tư. Giờ vô vậy là khoảng 150 rồi đâu ơi. Trời ơi. Thôi muốn làm ít thì cũng được, đâu có gì đâu. Như đất này không thì ít tiền. Đất này không thì giống được khoảng 2 mấy triệu đi. Mướn đất nữa chị. Hả? Mướn đất nữa chị. Hãy nắm như vậy nhà 2 tháng là cũng đợi 300 triệu đó. Nhiều vậy hoài đó. Mình cũng cầu mong giống lời 400 cũng được. Này bán 300 rồi 4 tháng thì đi tốt hả? Đó là một cái công việc mà chưa thấy chắc nắm mà thấy như vậy là thấy là quý vị thấy không? Cái ngày đó cực lắm. Cực lắm. Cực, rồi cái mèo mình phải mua ở đâu?
Rơm này lấy tới thứ chứ. À. Giờ cái meo á. Meo lấy cái gốc meo thì đâu dưới Cần Thơ, còn đại lý nhỏ thì bên Hòa Long nè. Ừ. Đó một cái công việc nha quý vị, muốn cho quý vị trải nghiệm nha. Gì? Không biết chắc ha. Mà biết chắc là cha cũng trúng luôn. Ủ 12 tới nửa tháng mới xài được. Chặt bằng gì? Có cộng duy trì trong này hả? Có cộng duy trì trong này hả? Đó là một cái công việc nha quý vị. Ráng lên, lỡ lấy tiền rồi. Đi chân không không nghe như vậy. Chứ đi dép là cũng không đi được. Được, lại không mang hết chưa. Thì công việc nhà quê mình miền Tây dùng lông hương bê lắp giò Đồng Tháp là những cái công việc này nha quý vị. Không phải dễ nha. Ai mà có về miền Tây cho giác nhưng nửa bữa là trốn luôn. Muốn trốn luôn rồi kìa. Anh biết rồi, đợt dịch 2 năm gì? Năm mấy gì trước là không có cho ra đường đó, gom nè, thất nghiệp biết bao nhiêu. Không có đi được. Anh là chủ ghe hay là chủ rơm? Chủ ghe hả? Mình quê quán ở đâu vậy anh bạn? Ở Lai Dung. Lai Dung hay Tân Thành? Lai Dung. Là Hòa Long á hả? Ở xã Tân Hòa. Cái này mày dùng quê mà có cá lóc lấy cái rơm này ngon lắm, người ta nướng ngon đó, cho quý vị trải nghiệm. Mới có nguyên liệu thôi đó, chứ chưa chắc đó. Đó chứ trong kia là rơm đó, chắc nấm rơm đó. Rồi mướn đất hết nhiêu nữa chủ? Ông Tứ là ông kia chứ không phải ông này hả? Trời. Mướn đất còn nhiều tiền nữa hả? Vậy là ông chủ rơm đây ha. Rồi đó đó. Rồi người yêu đâu không đi theo tiếp con mình hả? Hay gì vậy? Vợ con gì ông nội ơi, đụ mà nó bỏ nó đi đâu mười mấy năm nay rồi. Vậy sao? Đó, đâu đưa nhiêu tuổi mà nó nửa đường mà gãy gánh này. 35 tuổi lận, tôi năm nay 49 rồi. Trời ơi. Tội quá, coi chị em nào mà có thích về miền Tây mà chắc nấm rơm là theo ông này. Mà anh tính gì vậy? Tính. Anh tính nha. Về theo ông này chắc nấm rơm. Giờ con ai nuôi ông nội? Con tôi nuôi gã cứ trời rồi quay. Vậy sao? Chắc nấm rơm quá là nó bỏ luôn hả? Tôi hỏi ông đêm nặng thứ đêm hái rồi, bây giờ thấy 1-2 giờ khuya thứ gì hái mà. Rặng mà sáng mình bán ha. Bây giờ đâu cho hái 1 ngày nữa. Thôi tính đây cũng chia sẻ công việc của ông chủ. Anh gì? Tính anh đi đâu đây ạ? Đi về quê ngoại đám dỗ trong nhà ông Sao Tắc á. Chưa vợ mà gặp ông kỳ quyên của này sao cứ vợ được không hả? Thấy cực quá, không nhỏ nào chịu hết. Đó, đó quý vị đi qua cái cầu đó mà đó đi rước mà con chuột nó nổi lên cái bắp luôn kìa. Chừng nào mới hái nấm mà biết đường. Mà ban đêm không mà hả? Hái ban đêm không? Ngày luôn, hái tới sáng 7-8 giờ sáng còn hái. Tao mình bán thêm cái buổi chợ ấy, ha. Lấy giờ cần gì đó. Mình giờ nó kêu mình là rồi bắt mấy phụ nữ hái chứ còn như nam này đâu có hái được. Anh mình nó tưởng cái núm
giờ nó bóp cái là nó còn cái nấm. À, nó bóp dữ lắm mắt luôn. Ừ. Thôi, thôi chia sẻ công việc tới đây cũng xin tạm dừng nha quý vị. Xin tạm dừng nha. Nắng quá rồi. Đó, quá trời nắng. Nắng quá. Ôi cảm ơn em Tính. À. Rồi. Rồi. Ai để mình trở lại đây. Đó. Thì ai mà có thích cái nghề nấm rơm mà gặp anh Tính này nha. 49 tuổi rồi hả? Ừ. Hai đứa con rồi. À. Hai con lớn tuổi chân gã cứ chân rồi. Ừ. Như vậy là giữa đường mà đứt dây thun luồn dây chuối rồi. Bây giờ thời buổi cái gì xài dây nịch không cho ai thầy dây chuối không nội bốn chục là toàn là online không hả. Ừ. Ôi cảm ơn nha.